Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự Nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Đề nghị khai trừ đảng đối với nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai. Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có thông báo về kết quả kỳ họp thứ 24 đối với việc xem xét, thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm theo thông báo kết luận số 393 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 7 cá nhân. Cụ thể là Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó là các ông Lê Văn Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Xuân Nam, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các cá nhân là Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng gồm các ông bà Nguyễn Ngọc Dung, Lý Thành Phương, Lê Mạnh Dũng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Lục Hòa, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xét thời hiệu thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật với 7 cá nhân do đã hết thời hiệu. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Dũng, Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành thông báo phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Huệ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai do nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hình thức kỷ luật khai trừ đối với ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do có khuyết điểm sai phạm tại các dự án ở thành phố Biên Hòa là khu dân cư Bình Đa, phường Bình Đa và dự án khu dân cư Phước Tài, phường Tam Phước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định theo thẩm quyền đối với ông Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh do chưa đến mức thi hành kỷ luật. Xét xử phúc thẩm đại án AIC vào ngày 22 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, theo nguồn tin từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, ngày 22 tháng 5 tới sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị có liên quan. Thẩm phán Mai Anh Tài làm chủ tọa phiên tòa. Phiên phúc thẩm được mở để xem xét đơn kháng cáo của 15 bị cáo. Trong đó, có 7 bị cáo đang bỏ trốn được luật sư kháng cáo thay. Cụ thể là các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969, cựu chủ tịch AIC, Trần Mạnh Hà, sinh năm 1971, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Nguyễn Đăng Thuyết, sinh năm 1970, đều được xác định là đang bỏ trốn, bị truy nã, nhưng các luật sư của họ vẫn kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ của mình hoặc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại hồ sơ sơ thẩm với lý do chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót. Ngoài ra, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, sinh năm 1967, cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở phiên sơ thẩm, ông Phan Huy Anh Vũ bị tuyên án 10 năm tù về tội danh, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai là cựu bí thư Trần Đình Thành và cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái lần lượt nhận các mức án 11 năm tù và 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Cả ông Thành và ông Thái đều không có kháng cáo và chấp nhận mức án mà tòa sơ thẩm tuyên. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Đồng Nai như Trần Đình Thành 14,5 tỷ đồng, Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng, Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng để tạo điều kiện tác động cho AIC trúng các gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sau khi trúng 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, AIC nâng khống giá các gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng.